hối hả trở về nhà của mình. Và những cái cung đường của quý vị thời điểm này như thế nào thì hỗ trợ thông tin cho chúng tôi quý vị nhé. Hiện giờ thì chúng tôi nhận thấy là bên ngoài trung tâm sản xuất tin nóng trong ngày, tin nóng trong ngày. Giao thông đô thị 24 giờ. Dong Kyun, người Hàn Quốc, tân huấn luyện viên của Hàn FC sẽ chính thức cầm quân từ vòng 11 V-League tới. Nhiệm vụ trước mắt của huấn luyện viên Park Jung rất là quen thuộc và được khán giả, thính giả của tôi. Huấn luyện viên ngoại đầu tiên trong lịch sử. Ông yêu cầu các sở ngành liên quan khẩn trương tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Đây là huấn luyện về kiến thức trí tuệ nhân tạo cho học sinh từ khối lớp 1 đến lớp 12. Bởi vì công cộng, sự kiện tập trung đông người, xuất hiện những phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới. Đang ở góc phố, hoa nghiêng dài trong mắt và thu nhẹ trôi. Hiện giờ thì Mỹ Vân nhận được một thông tin từ anh Đương Cả Khỉ, anh có gửi